Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mèo Pèo. Hôm nay thì mình mới thấy một cái map khá là hay ho ở trên thư viện mini. Map này có tên là parkour kiến trúc các bạn ạ. Ui, sẽ ra sao nếu mà chúng ta chơi một cái map parkour toàn bằng kiến trúc bạn ơi. Mọi người tải map về ủng hộ map parkour kiến trúc nhá. Ok, map sẽ update. Trời ơi, chữ update viết sai chính tả này. Ok, parkour cũng viết sai chính tả luôn này. Ôi dồi ôi, parkour kiến trúc. Đây là parkour kiến trúc 1.8 bạn ạ, của bạn tên là Đúc Ảnh. Ồm, không phải Đức Anh hay Đức Ánh hay là gì mà là Đúc Ảnh. Ok, Đúc Ảnh nhá, Đúc không có dấu là còn Đúc Ảnh. Ok, Đúc Ảnh TV, ID là 10717691 bạn ạ. Ôi, ID này dài phết nhở, 24689 chữ số các bạn ơi. Ok, là chúng ta cùng chơi thử xem cái map parkour cái chút này nó có gì hay không các bạn nhá. Map này thì mới được cập nhật ngày 27/4 thôi, khá là mới các bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo Pèo bạn nhá. Và nhớ chọn phần bật tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Pèo cũng như là hashtag là thằng mèo Pèo thằng bị tin các bạn nhá. Ok là bạn ơi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vào game bạn ơi. Rồi, vào game và mình à từ từ. Map này hình panda này. Ồ, có vẻ hợp lý nhỉ. Cây trúc có cả panda nữa, hợp lý quá bạn ơi. Bạn nào không biết thì con gấu trúc thì tiện cây trúc, bạn ăn lá trúc ăn cây trúc các bạn ơi. Hi hi, tất cả các bạn đã đến với map parkour của Big. Ok, map có 27 level và update. Đây là update nha. Đây không phải update mà update các bạn ạ, liên tục nha. Chat die để chết nha em. Ok, anh đi chủ báo là map khá là đầu tư. Đó, nhớ vô số mua ủng hộ tôi nhé. Ok, wow, map tại sao phải chat die để chết nhờ, không có quyền di chuyển à? Alo. Thay vì chat die để chết tại sao không làm không làm được quyển di chuyển. Trời ơi, bạn chủ bắt mà có coi được cái này thì nhớ cho quyển di chuyển vào nhá. Mình cũng không thích chất đai ở trên đâu các bạn, tự nhiên mất công chất đai của phải viết hoa đấy, phải viết hoa trên D cơ, thử đai ít thường là đấy phải viết hoa trên D đó. Thế mới cả mỗi lần chết sẽ có 10 quyển di chuyển. Ok, thử tiếp nào. Nhiều ok, kia mình sẽ chết tầm khoảng vài lần đi để mình lấy tầm khoảng 30 quyển di chuyển bạn ạ. Ok rồi, hợp lý bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thôi mình tắt xin đi chưa nữa, để mình tí để đi nhá, mình bỏ cái nhưng mà xin đi bạn ạ. Ok, bát này là không rõ. Có hình màu xanh thật đẹp. Hơi lag. Đoạn đầu có vẻ hơi bị giật lag bạn ạ, FPS tụt hơi sâu bạn ơi. Ủa sao cửa hàng nó tự mở này. Ôi, mình có làm gì đâu. Ok, mà sao nó hơi giật lag nhở. Biết là có cài trigger gì không bạn ạ, thấy cảm giác nó hơi thật lag nhá. Đó, mặc dù là FPS vẫn 200 đấy nhưng mà chảy ra nó cứ bị giật lag nhỉ bạn nhở. Tôi đang không hiểu lắm bạn ạ. Ok, đi đến đây có vẻ đỡ lag hơn này. Hình như là có cái đoạn đầu á, hai level đầu hơi lag các bạn nhá, anh em là cẩn thận khi mà chơi hai level đầu nhá. Ui, ấy là chơi căng này. Ấy là mất này, hình như là trọng lực 0.7 hay là 0.8 bạn ạ. 28 level ngắn quá nữa, mình nhảy vào cái đã 4 level này. Ngắn quá thì mình sẽ thử thách đoạn nhảy ngược lại nhá. Bé sẽ thử thách đoạn nhảy vòng ngược lại xem như nào bạn ơi. Ok, bác này mà nhảy ngược lại cũng khá là dễ rồi, mình nghĩ cũng không quá khó bạn ạ. Ui, ok. Ui, chỗ này, chỗ này là phải nhảy. Ui, cái này hình như là cũng được tính là hai block bạn ạ. Nhảy hai block đó. Mình hết hồn bạn ơi, hơi hoảng. Ok, rồi nhưng bạn bảo là anh Mèo Pèo ơi, giờ em mở phòng mấy giờ à? Đấy, tối hôm qua mình bận chút việc bạn ạ, tối hôm qua mình bận một vài việc cho nên mình không on lúc 8 giờ được, anh em thông cảm nhé. Chính xác là tầm 8:15 chứ. Đấy, mình là mình online lúc tầm khoảng 8:15 các bạn ạ. Đấy, anh em nằm muốn chơi cùng Mèo Pèo thì tầm khoảng 8:10, 8:15 các bạn nhá. Nói chung là trong khoảng thời gian từ 8 giờ cho đến 8:15 đấy, hoặc là 8:20 là mình hay mở phòng vào khoảng cái thời gian đấy bạn ạ. Ủa ơi, bắp này chỉnh trọng lực để này khó quá bạn ạ. Thôi, chắc là tôi đi bên này bạn ơi. Ông này ông ấy để trọng lực mắt này chắc là không chấm mấy các bạn ơi. Để nó khá là khó bạn ạ. Sao nhảy cơ? Đeo. Rồi xong rồi. Béo béo dịch chuyển qua thằng bé này luôn. Rồi sang bạn ơi, lag luôn cả này các bạn ạ. Mấy cây chưa đây. Ok, rồi. Ok. Bạn này mà nếu mà chỉnh trọng lực 1 á thì bám tường khá là dễ luôn, nhưng mà tuy nhiên hình như là trọng lực 0.8 bạn ạ. Mình bỏ đi rồi nha. Đó, trọng lực 0.8 bám tường nó cứ bị trượt ấy. Cái này hình như trọng lực 0.8 hay là 0.9 bạn ạ. Nhảy nó cảm giác nó hơi căng một chút. Nhưng mà bám tường hơi khó bạn ạ. Thật sự á, kiểu nó bị trơn trượt kiểu gì á, không quen. Kiểu trọng lực bình thường mình bám quen rồi, bây giờ kiểu trọng lực nó hơi thấp là nóng thế á. Cứ trọng lực cái tầm khoảng 0.8, 0.9 bám hơi khó bạn ạ.
Mình thấy ôi hơi bị khó khăn. Ok bên này. Mình nhảy bên này, nhảy bên này, nhảy bên này. Úi dồi. Ok ơn. Ông nào mà PE vào đây chắc là thôi, thoát map xong đánh giá bắt một like lại kêu như nào đấy, bạn ạ, mệt lắm cơ. Đó. Ôi, mệt nhờ. Căng thế. Kiểu chúng ta không nhìn được, bạn ạ, không nhìn được á, thế ra mình không biết là nó như nào bạn ạ. Ôi, căng thế. Level này căng quá bạn ơi, chứ lại căng quá. Rồi. Lên. Ok bên này. Chỗ này anh em cứ nghĩ là nhá, nhớ nhá. Bạn chủ map mà có đang coi được cái video này nhá thì nhớ. Nhớ chỉnh lại level này nhá, cho đường tránh vào chứ cái đường này là PE là chịu chết này đó. Bạn nào mà chơi PE là chỗ này. Đấy tự nhiên đâu. Chỗ này là quá dễ luôn. Cái chỗ kia thì quá khó mà chứ lại quá dễ bạn ạ. Cho hiểu có gì nữa. Đấy. Chỗ đấy là PE là hơi mệt các bạn ạ. Đoạn đấy là PE nhảy là căng đó. Anh em nhớ nhá. Bạn nào mà biết chủ map hoặc là bạn chủ map mà có coi được cái video này thì nhớ là chỉnh lại đường nhá. Đấy. Cái chỗ này nên làm đường tránh. Chứ bất tài hình căng quá bạn ạ. Đó, nên là cái đường đi bộ cho PE hay gì nào đấy. Nhảy mà không tài hình bạn ạ. Ôi. Nhảy. Ủa căng thế. Bình đấy. Run. Ok, mới quá. Được rồi. Góc đấy phải căng lên bạn ạ. Ui. One. Ok. Rồi. Bám tường kiểu tiến thì vẫn được các bạn ạ. Chứ bám tường mà trọng lực này á thì bám tường lên hơi căng. One. Ui giời ơi. Ui tự nhiên căng thế. Ui từ. Đây tự nhiên làm video vậy. Hỏi châm. Ê. Mình không hiểu mục đích để làm gì ta. Cái này để lên tăng một ô nó chả giải quyết được vấn đề gì bạn ạ. Chúng ta vẫn phải nhảy một ô bạn thôi bạn ơi. Đấy. Vẫn phải nhảy một ô bạn ạ. Đó. Nó chả giải quyết vấn đề gì em. Ôi. Bắp này tự nhiên xem một ô này khỏi chấm nhá. Ô. Mà không làm đường tránh nhở. Đoạn này mà PE sẽ ăn gà cho bạn nhá. PE là phải ăn gà đấy chứ không là bị hỏi áo choàng của áo choàng này. Áo choàng này tăng tốc độ di chuyển này. Mình sẽ không dùng bạn ạ. Béo béo sẽ nhảy theo kiểu truyền thống thôi. Đó. Bắp cua theo phong cách truyền thống. Lên. Úi trời ơi. Lên. Bắp này căng quá. Úi xem. Ây. Dâm. Rồi. Cứ từ từ bình tĩnh các bạn ạ. Ôi gì. Cái gì vậy? À, ôi, cái nó căng nha. Kia nó căng, kia mới căng nha. Kia nó căng nha bạn ơi. Kia này bị căng bạn ơi. Ok này. Ôi, kia này khá là căng bạn ạ. Thôi đấy. Quả đấy trượt hơi bị thốn nha. Bạn nào mà chơi máy lag một tí là hơi căng đấy. Rồi. Cái chỗ này này. Cái chỗ này mà mở lên thông là hơi mệt này. Đó. Mình không thích chơi cái kiểu này lắm. Bởi vì á, nếu mà chúng ta mở lên thông tầm khoảng 10 người, 20 người á, mà anh em nào mà đi đây á là che nhau mệt lắm các bạn ạ. Bạn nào mà biết ý á thì có thể đợi nhau còn được. Chứ bạn nào mà kiểu như là mấy ông cứ che nhau á là mệt các bạn nhá. Mệt lắm nha. Đó. Không phải dạng vừa đâu. Xác định là ngồi che nhau bạn ạ. Hơi căng đó. Nên là mình khuyến khích là xem mát là không nên cho cái kiểu đấy vào. Bởi vì trên lên thông mệt lắm. Chơi một mình thì không sao. Nhưng mà mở đông người là hơi căng. Level 22 rồi. Bắp này có bao nhiêu là có tầm khoảng 27 level á. Ôi gì ấy. Hây. Úi giời. Mới 4 ô này. Úi giời 4 ô tiếp này. Khiếp tầm bắp này là khó nha. Bắp này cũng không có dễ đâu bạn ạ. Anh em nào mà không nhảy được 4 ô phải nhảy trên này, đứng lên trên nhảy này. À không được. Đứng lên trên này nhảy vẫn vậy em cũng thế. Bởi vì nó bị thụt vào 1 ô các bạn ạ. Đó, bởi chung bắp này căng này. Bạn chủ mát nên xem xét lại nhá. Hoặc bị toàn bạn ạ. Hoặc là ăn gà đó. Hoặc là xác định các bạn ăn gà thôi. Đó. Úi giời ơi. Chỗ này xác định ăn gà bận anh đấy. Bắn cung tên à. Đúng rồi. Chỗ này chúng ta bắn cung bận ạ. Bắn cung thôi. Mặc áo choàng cậu ăn gà vào thì nhảy được các bạn á. Nhảy khá ok luôn đấy. Còn ông nào mà quyết tâm nhảy khuôn gà hơi bền nhá thì là phải biết nhảy bộ rôn nhá. Rồi. Úi dồi ôi. Rồi, level 26 các bạn ơi. Xong huy rồi. Khiếp thầm bắp này. Bắp này không cài chiếc gừa máu thì cái nước, cái mê cung nước này chẳng thua bạn ạ. Béo hồi máu tục mà. Với cả mình có 100 máu các bạn ơi. Sao chết được. Đó.
Cái này ông ấy chưa cài chiếc G1 móm bận ạ. Đánh chậm thế. Cái nước này nó đẩy xuống. Ok bà lạ, ui bên cùng nước dài đấy. Âm à, đây bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Hết hồn, tưởng không có đường, sợ thế. Bơm máu, bơm máu. Ok, qua bạn ơi, qua, 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 ôi, dâu. Biu. Ok là rồi bạn ơi, ok. Win bạn ạ, map này nói chung là chơi cũng được. Ok, mình sẽ đề cử bạn này nhá. Map chơi khá ok. Tuy nhiên level block tàng hình hơi khó với những bạn noob và chơi PE. Mong chủ map sớm update thêm nhé. Chủ map sẽ có được nhiều lượt tải nha. Tim tim. Ok bạn ơi, thì video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn có gì nếu có gì muốn mình là béo like và giúp mình nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.